Mình tập thôi ạ. Lưng thẳng, hai tay thả trên đùi, tay kết ấn Chin Mudra, nhẹ nhàng khép đôi mắt của mình lại, ổn định cơ thể, ổn định tâm trí. Ý thức được cột sống của chúng ta luôn được dựng thẳng và hướng lên trên. Hai vai hoàn toàn thả lỏng. Tâm trí của chúng ta thả lỏng. Đưa cơ thể trở về trạng thái thoải mái, tĩnh lặng, tập trung nhất, để chúng ta hướng toàn bộ tâm trí vào bên trong cơ thể, kết nối với cơ thể của mình, quan sát nhịp thở tự nhiên. Và bây giờ hãy tập trung vào những hơi thở thật sâu. Từ từ hít sâu, chậm chậm nhẹ nhàng hóp bụng lại, thở ra. Hít thật sâu vào, chậm chậm từ từ thở ra. Hít sâu căng tròn cơ bụng lên tối đa. Thở ra thật chậm, thật êm, thở đến đâu, hóp sâu bụng vào bên trong. Tiếp tục từ từ hít sâu vào, chậm chậm nhẹ nhàng thở, hóp sâu bụng lại, hít sâu, đánh bụng mạnh thở ra, hít sâu, thở, hít, 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 thở và hít, thở. Hai tay chắp trước ngực, cùng nhau chúng ta ngân tiếng ôm một lần, hít sâu vào. Xoa tay, xoa nhanh, mạnh, nóng, ấm hai lòng bàn tay của mình. Áp nhẹ lòng bàn tay ấm nóng đó lên đôi mắt của chúng ta, thư giãn cảm nhận hơi ấm của lòng bàn tay truyền vào trong đôi mắt của mình. Sau đó từ từ buông tay xuống, mở mắt nhìn tay, đan các ngón tay lại với nhau, hít một hơi thật sâu, kéo cao lưng, thẳng tay nhìn lên, thở, tay đặt trên đầu gối chân của mình, cúi đầu xuống, hóp bụng lại, ghim mông thả trán xuống mặt thảm theo khả năng của mình. Tiếp tục lần hai, vươn tay lên cao, đan tay lại, lộn ngược lòng bàn tay hướng lên trên, thẳng tay mở ngực, ghìm đỉnh mông xuống nhìn lên, thở, hai tay đặt trên đầu gối chân của mình, cúi đầu xuống, nhấn đùi xuống, hóp bụng lại, thả trán xuống sàn, thở ra. Lần cuối cùng vươn tay lên cao, đan tay lại, lộn ngược lòng bàn tay hướng lên trên, hãy hít thật sâu vào, giữ tư thế một lần ở đây. 6, đẩy cao lưng lên khi hít vào. 5, hóp bụng lại, kéo rốn, ghìm đỉnh mông xuống khi mình thở ra. 4, hãy đẩy cao lưng lên tối đa. 3, hít thở sâu và đều. 2, và 1, thở, tay chống về đầu gối chân của mình, cúi đầu xuống, hóp bụng lại, từ từ tay đặt trên mặt đùi của mình, ghìm đỉnh mông xuống và chúng ta giữ tiếp ở đây. 6, tiếp tục siết bụng lại, ghìm đỉnh mông xuống. 7, hít thở đều. 8, 9 và 10, trở về ban đầu, giang tay của mình sang ngang, hít sâu và thẳng tay. Thở, tay phải bám vào đầu gối chân trái này, nghiêng mình sang phải, vươn cánh tay trái thẳng về tai của mình, nhìn lên qua đầu. Tiếp tục trở về ban đầu, giang tay sang ngang, hít vào nhìn trước. Thở, tay trái bám đầu gối chân phải, nghiêng mình sang trái, vươn thẳng tay phải, nhìn sang phải. Vòng 2 lặp lại, giang tay sang ngang, lưng thẳng, hít vào. Thở, tay phải xuống, nghiêng mình sang phải, vươn thẳng cánh tay trái qua đầu và gần tai của mình.
Thêm một lần nữa, giang tay sang ngang, hít sâu. Thở đổi bên tay trái xuống, nghiêng mình sang trái, ghim đùi phải, mông phải xuống. Vòng 2 trở về ban đầu, hít sâu vào giang tay sang ngang. Thở tay phải xuống, nghiêng mình sang phải, vươn thẳng cánh tay trái và mọi người giữ tiếp ở đây, hít thở sâu và đều. 6, hãy dướn cái lồng ngực về trước khi hít vào. 5, hóp bụng lại, nghiêng mình sang phải nữa khi mình thở ra. 4, đẩy cao lưng nhớ dướn ngực. 3, 2 và 1, giang tay sang ngang trở về ban đầu, hít sâu vào. Tay trái bám đầu gối chân phải, nghiêng mình sang trái, dướn ngực về trước, thẳng tay phải và mình giữ tiếp ở đây. 6, hãy đẩy lồng ngực về phía trước nữa. 7, nghiêng mình sang trái nữa, thẳng cánh tay phải. 8, dướn cái lồng ngực lên. 9 và 10, rồi trở về ban đầu, giang tay sang ngang, hít sâu vào. Thở tay phải vòng sau mông của mình, chống ngón tay ngoài mông, vươn tay trái qua đỉnh đầu. Mở ngực, mở vai, nhìn lên, đẩy lưng cao lên nữa. Tiếp tục giang tay sang ngang, trở về ban đầu, hít sâu vào. Thở tay trái ra sau mông, kéo tay phải qua đầu, gần tai của mình, hãy đẩy cái lồng ngực cao lên, nhìn lên. Tiếp tục vòng 2 trở về ban đầu, giang tay sang ngang, hít vào. Tay phải xuống, lặp lại, vươn tay trái lên cao, đẩy ngực, mở vai, nhìn lên. Thêm một lần nữa, tiếp tục giang tay sang ngang, hít vào. Thở tay trái ra sau, kéo tay phải gần tai, mở ngực, mở vai, nhìn lên. Một vòng cuối cùng, giang tay sang ngang, hít sâu, thẳng tay. Thở tay phải xuống, vươn tay trái lên cao, mở ngực, mở vai, nhìn lên. Từ từ mọi người, ấn lòng bàn tay phải xuống sàn. Nếu có thể từ từ nâng mông lên cao. Đúng rồi, nâng mông lên cao, chống mạnh tay phải, dướn ngực, thả lỏng cơ mặt của mình, không thoải mái, không cần nhấc mông. 6, hãy đẩy ngực lên cao. 7, vững vàng kiểm soát tay phải của mình. 8, dướn cái lồng ngực và kiểm soát cơ mặt của mình. 9 và 10, mông ngồi xuống thảm, trở về ban đầu, giang tay sang ngang, hít sâu thẳng tay, nhìn cô này. Thở, trượt tay trái của mình về phía trước, thảm đầu thẳng của mình, từ từ này, hạ khỉu tay trái xuống, kéo tay phải qua đỉnh đầu, nhìn lên tối đa, nhìn lên cho cô và mọi người giữ ở đây. 6, căng giãn cơ liên sườn bên phải của mình. 7, lật lườn phải hướng lên trần nhà, cái cánh tay phải đi gần về tai và cánh tay phải từ từ kéo qua đỉnh đầu của mình. 8, tiếp tục duy trì giữ thẳng tay phải. 9, chúng ta giữ nguyên nhé, giữ nguyên cho cô. 10 này, nâng bàn tay trái của mình lên, gập cánh tay phải đan lại với nhau ở đây này, được chưa? Đặt ở phía sau đầu, mở cái nách phải, tiếp tục nhìn lên cho cô tối đa, đúng rồi, chống cái cù trỏ tay trái xuống sàn. Và chúng ta giữ tiếp, ghim mông của mình xuống, hít thở đều. 6, cô gái ghim mông xuống và chúng ta dướn cái lồng ngực lên và đẩy căng cái lườn phải lên. 7, mở cù trỏ tay phải hướng lên trần nhà, đúng rồi. 8, mở cù trỏ tay phải lên. 9, kết thúc 10, nâng thân mình lên ngồi dậy, giang tay sang ngang trở về ban đầu, hít vào. Rồi tay trái chống sau mông của mình này, kéo tay phải gần tai của mình, bắt đầu đẩy lồng ngực lên, dướn ngực nhìn lên, sau đó úp bàn tay trái xuống từ từ, điều chỉnh để nhấc mông lên nhá, nhấc mông lên để cân bằng cho hông và vai của mình. Dướn ngực nhìn lên, chúng ta nằm chậm thôi để đủ sự chuyển động và cảm nhận sự chuyển động đó. 6, hãy đẩy cái lồng ngực kéo cao cái lưng lên. 7, kéo cái cằm của mình xa cổ một chút khi ngực được mở. 8, hít thở đều. 9 và 10, mông ngồi xuống thảm, thở ra. Rồi giang tay của mình sang ngang, thẳng tay, lưng thẳng nhìn trước này. Tay phải trượt về phía trước thảm, giữa thảm cho cô. Hạ khỉu tay phải xuống, kéo tay trái qua đỉnh đầu, ghim mông xuống, nhìn lên cho cô tối đa. Và chúng ta giữ tiếp ở đây, cánh tay trái của mình thẳng tay. 6, hãy cảm nhận cơ liên sườn bên trái của mình. 7, cái tay của mình đừng trượt xa quá nhé, để chúng ta không làm được tư thế. 8, làm sao chúng ta cố gắng chúng ta hướng được cái lườn trái lên. 9 và 10, rồi nâng bàn tay phải lên, đan cùng tay trái ở phía sau đầu của mình. Mở cù trỏ tay trái của mình lên, hít sâu vào. Thở, nhìn lên cho cô và chúng ta giữ tiếp ở đây. 6, hãy đẩy cái cù trỏ tay trái của mình lên cho cô, nhấn cù trỏ tay phải xuống. 7, duy trì giữ tiếp vào cuối em. 8, hít thở sâu và đều. 9 và 10, rồi chúng ta trở về ban đầu. Rồi vươn hai tay lên cao cho cô, hít sâu vào, hai tay lên cao, thẳng tay. Thở, nắm các ngón tay trên không của chúng ta, nắm và xoay khớp cổ tay của mình. 1, hít thở đều, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, xoay ngược lại, 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1. Chúng ta vung tay về sau này, vung tay về trước này. Lắc tay của mình nhé. 1. Thả lỏng khớp vai. 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Mọi người vòng tay ra sau mông cho cô. Bây giờ hướng ngón tay ngoài mông, cả hai tay của mình. Sau đó từ từ này chúng ta đẩy ngực lên cao, nâng cằm nhìn lên, bắt đầu từ từ hạ lòng bàn tay xuống, từ từ ấn bàn tay điều khiển, từ từ đẩy mông lên, đẩy mông lên, ngực lên, nâng cằm lên. Đúng rồi, chúng ta kiểm soát bàn tay. 1. Hãy đẩy mông lên cao nữa. 2. Ai cảm thấy khó thì xoay bàn tay trở ngược lại là hướng ngón tay về mông như bình thường. 3. Tiếp tục hãy đẩy mông lên nữa. 4. 5. Và 6. Mông ngồi xuống thẳng. 7. Thở ra. Vươn thẳng cánh tay lên cao, hướng lòng bàn tay về trước, hít vào. Úp bàn tay chống xuống thảm cho cô, nhấc mông lên. Chống đầu gối, chống bàn chân này, đưa mông lên cao, đầu gối lên cao, về chó úp mặt cúi đầu. Nhấn gót chân xuống, thư giãn cho chân của mình, thư giãn cho tay vai của mình, thư giãn cho cổ của mình. Và chúng ta giữ ở tư thế chó úp mặt ở đây. 1. Hít sâu. 2. Đẩy vai, nhấn gót chân xuống, lùi chân xuống tí nữa chị. Đúng rồi. 3. Hít sâu. 4. Đẩy vai, nhấn gót chân xuống sâu. 5. Hít sâu. Và 6. Đẩy vai, nhấn gót chân xuống. Tiếp tục giữ. 7. Hít sâu. 8. Đẩy vai, nhấn gót chân xuống. 9. Hít sâu. Và 10. Nhấn xuống, từ từ thở ra. Mọi người nhìn về hai bàn tay của mình. Gập gối, bật nhảy hai chân về chính giữa hai tay, hít vào. Mông ngồi xuống thảm, duỗi thẳng hai chân về trước, chụm chân lại với nhau luôn cho cô, chụm chân lại với nhau. Dang hai tay của mình sang ngang, hít sâu vào. Thở này, tay trái cầm má ngoài của chân phải. Đẩy ngực cao lên, tay phải thẳng ra sau. Vươn thân mình ra sau, nhìn sau và chúng ta giữ tiếp ở đây. 1. Hãy hít sâu và đẩy ngực lên cao và vươn từng đốt sống lên. 2. Thở hóp bụng lại, vặn mình ra phía sau nữa, cảm nhận sự linh hoạt của các đốt sống, sự linh hoạt của vai. 3. Hít sâu. 4. Thở này, hóp chặt bụng lại và tiếp tục vặn ra phía sau nữa. 5. Hít sâu. Và 6. Thở hóp bụng lại, thở ra. Giữ nguyên tư thế, tay phải cầm chân trái, tay trái cầm chân phải, nhấc lên cho cô, hít vào. Thở, điều khiển tay phải úp xuống thảm sau mông trái. Đúng rồi, đặt cạnh mép thảm bên trái được không? Dướn ngực lên cao, hít vào. Gập cánh tay phải, hạ thân mình từ từ hướng về phía bàn tay phải. Đúng rồi, gập cánh tay phải, hướng thân mình, hướng vai xuống bàn tay phải. Cố gắng chỉ chống bàn tay, không hạ khuỷu tay được không? 6, duy trì giữ tiếp. 7, tiếp tục đẩy vai phải của mình. 8, duy trì giữ cho cô. 9, tiếp tục giữ nguyên. 10, giữ nguyên. Buông chân phải xuống thảm cùng chân trái. Thả tay trái cùng chiều với tay phải. Đúng rồi, hai tay mở rộng bằng chiều rộng của thảm cho cô, tách chân ra cho cô cho nó dễ này. Rồi hít sâu, dướn ngực lên. Thở, hạ thấp thân mình xuống này. Xuống này, sau đó chống vững tay trái nhá. Chống vững tay trái. Dịch chuyển tay phải ra ngoài thảm. Đúng rồi, dang rộng cánh tay của mình mở ra bằng vai, đúng rồi, bằng vai. Sau đó hạ vai phải xuống, hạ trán xuống sàn. Đúng rồi, hạ trán xuống sàn, di chuyển trán về hướng vai phải nhiều hơn. Đúng rồi, sau đó từ từ tất cả chúng ta nâng tay trái lên được không? Nâng tay trái lên được không? Đúng rồi. Ai làm được vòng tay trái ra sau, tìm lấy cánh tay phải. Làm được ốp với lòng bàn tay phải, hai tay đan lại với nhau ở phía sau lưng của mình nếu có thể nhé. Kéo tay ra xa lưng, hướng trán xuống thảm cho cổ thân chị. Hướng trán xuống thảm và chúng ta giữ tiếp ở đây. 6. Hãy đưa nhận thức của mình về vai phải. 7. Một cách ép tự nhiên thân mình, vai phải của mình được linh hoạt. 8. Duy trì giữ ở đây. 9. Hãy hít thở đều, thở sâu để cảm nhận cái khớp vai của chúng ta được mềm ra và cái cơ trên vai của chúng ta cũng được làm giãn ra. Rồi từ từ giữ nguyên ở đây cho cô, nâng chân trái của mình lên. Đúng rồi, buông tay trái ra khỏi tay phải và tay trái cầm được chân trái của mình, các ngón chân của bàn chân trái. Đúng rồi, hướng trán xuống sàn, kéo mở rộng chân trái ra ngoài sang phía bên trái cho cô. Đúng rồi, kéo mở rộng chân trái ra ngoài sang phía bên trái, mở rộng xoạc ra phía bên ngoài cho cô. Đúng rồi, giữ tiếp ở đây và chúng ta hít thở đều. 6, duy trì giữ tiếp.
7, cố gắng mở kéo căng, hạ trán xuống sàn, ép được cái vai phải xuống tiếp. 8, 9 và 10, buông chân trái xuống thảm, hai chân mở rộng bằng chiều rộng của thảm, chống tay trái, nâng vai phải lên trở về ban đầu, nâng vai phải lên trở về ban đầu. Đúng rồi, giang tay của mình sang ngang, rồi mở rộng chân bằng chiều rộng của thảm, giang tay sang ngang. Thở, vòng tay sau mông, chồng ngón tay, hướng ngón tay về mông. Xoay khớp vai, đẩy ngực, úp bán chân xuống, nhấc mông lên cao, nhấn gót chân xuống sàn. Siết bụng để đẩy mông lên cao, ngực lên, cằm lên, giữ tư thế ở đây. 6, hãy đẩy mông lên cao nữa, dùng lực gót chân để đẩy thân mình lên. Và khi đó tự cái lòng bàn chân của chúng ta sẽ hướng xuống. 7, tiếp tục duy trì giữ, đẩy mông lên cao nhiều nữa. 8, tập trung vào sức mạnh hơi thở của mình. 9 và 10, mông ngồi xuống thảm, tất cả chụm hai chân khép sát lại với nhau. Vươn hai cánh tay cao lên trời, hít sâu và dựng mũi chân lên. Gập mình về trước, tay nào cầm về bàn chân đó, xong đó lách nhẹ cái mông ra sau. Lách được mông thì tất cả hít dướn ngực lên cao, nâng cằm nhìn lên. Thở gập thân mình xuống bằng cách trùng khỉu tay xước, sau đó hạ bụng xuống đùi trước. Bụng xuống đùi rồi ngực với xuống. Ngực xuống rồi trán mới xuống về phía hai chân. Từ từ xuống từng bộ phận một và chúng ta giữ tiếp ở đây. Một, hít sâu, gập gối lan. Hai, thở ra gập gối. Ba, hít sâu. Bốn, gập ép bụng xuống, ngực xuống, trán về chân. Năm, hít sâu. Và sáu, từ từ nhẹ nhàng thở ra. Thoát tư thế trở về ban đầu, giang tay sang ngang, hít sâu vào. Thở xoay mình sang trái thì tay phải cầm má ngoài chân trái. Tay trái thẳng ra phía sau. Đẩy vặn mình, đẩy cao lưng của mình lên phía sau. Và nhìn sau giữa đây, hít thở sâu và đều. 6, đẩy ngực lên cao tiếp, dướn ngực lên. 7, di chuyển cái thân mình từ lườn trái của mình đến tay trái sang phía bên. 7, tiếp tục đẩy lưng cao lên nữa. Lưng cao lên chị ở đây. 8, duy trì giữ. 9 và 10, tay phải cầm chân trái nhấc lên luôn cho cô. Tay trái vẫn thẳng ra sau, hít sâu vào. Thở, úp bàn tay trái sau mông cạnh mép thảm bên phải được không? Đúng rồi, sau đó đẩy ngực lên tiếp, hít sâu vào. Thở, gập cánh tay trái của mình, hạ vai trái của mình về hướng bàn tay trái. Rồi xuống, từ từ nhìn sau con gập gối để cầm bàn chân nhé. 6, co gối để cầm bàn chân, đúng rồi. 7, kiểm soát cái cổ tay này cho cô. 8, đẩy vai xuống nhìn xuống nữa. 9 và 10, rồi chúng ta giữ nguyên, buông chân phải xuống, tay phải xuống thảm cùng chiều với tay trái cho cô. Tách mở rộng hai chân bằng chiều rộng của thảm, hít sâu vào. Vặn tiếp xuống, bây giờ từ từ khi chúng ta xuống ổn định được rồi nhé. Trụ tay phải cho cô là chủ yếu và dịch chuyển tay trái của mình ra ngoài thảm. Dịch chuyển tay trái ra ngoài thảm, từ từ để hạ được vai trái từ từ xuống, đúng rồi. Hạ được vai trái xuống thì hạ trán xuống sàn. Đúng rồi, hạ được trán xuống này, nâng tay phải lên cao cho cô. Nâng tay phải lên cao. Sau đó từ từ vòng tay phải là sau, tìm được bàn tay trái đan tay lại, vẫn nhấn mông phải xuống cho cô và hướng trán xuống sàn, duỗi mũi chân thoải mái. Từ từ nhấn cái bờ mông phải của mình xuống nha. Một, hít sâu vào. Hai, từ từ nhấn bờ mông phải xuống, hạ trán xuống. Ba, cố gắng mình duy trì giữ để mình cảm nhận về cái khớp vai của mình đưa hơi thở vào đó. Bốn và năm, giữ nguyên, nâng chân phải lên mọi người. Mọi người nâng chân phải lên cao. Rồi đưa tay phải thả khỏi tay trái, cầm được các ngón chân cái của bàn chân phải hoặc cập được bàn chân phải đều được. Sau đó mở rộng cái chân phải sang phía ngoài bên phải. Đúng rồi. Ghim cái chân trái của mình duỗi xuống để chúng ta cảm nhận, tìm cái thăng bằng của mình. Tiếp tục hạ trán, hướng trán xuống sàn cho cô và chúng ta giữ tiếp ở đây. Úp cái bàn tay trái xuống, đúng rồi. Một, cố gắng duy trì giữ ở đây, hạ trán xuống. Hai, kéo cái chân của mình lên cao tiếp. Ba, duy trì giữ. Bốn, năm và sáu. Rồi buông chân xuống cho cô, điện thoại của ai cầm cho cô đấy. Chống tay phải, nâng vai trái của mình lên, nâng vai trái lên, đúng rồi. Rồi hai tay của mình lên cao, hít sâu và ngồi thoải mái cho cô. Hai tay lên cao, thẳng tay. Thở, hai tay là phía sau mông của mình, hướng ngón tay ngoài mông. Hai ngón tay cái gần nhau của mình, đi tay là xa mông, tay là xa mông, tay là xa mông. Rồi chụm hai chân lại với nhau, nâng chân lên cao 45 độ, hít vào. Được chưa? Chân lên cao 45 độ, hít vào. Gập gối chân về bụng, rồi hai chân của mình và đùi của mình sang phía bên phải. Xoay mình sang phía bên trái, hướng cằm sang vai trái, siết bụng lại, chụm chân lại với nhau chị Huyền. 6, bàn chân đều nhau chụm lại với nhau. 7, tiếp tục duy trì giữ, siết bụng lại này.
8, chúng ta cảm nhận về bụng của mình nhiều hơn và đẩy lồng ngực lên cao. 9 và 10, rồi nâng chân lên cao 45 độ, vuốt mũi chân cho cô để siết được cơ đùi. Rồi thở gập gối chân về bụng của mình, xoay sang trái, đổi bên. Đẩy ngực lên khi xoay, đẩy ngực lên khi xoay, duỗi mũi chân cho cô. 1, tiếp tục duy trì giữ đẩy ngực lên. 2, hít thở đều. 3, 4 và 5, trở về ban đầu. Rồi hai chân lên cao, hít sâu vào. Thở úp hai chân xuống sàn song song với nhau ở đây, được chưa ạ? Rồi giang tay của mình sang ngang, hít sâu và thẳng tay. Thở tiếp tục vặn mình sang phải này. Sang phải nhìn cô này, hạ khỉu tay phải xuống thảm, thẳng song song với mông của chúng ta. Hạ khỉu tay phải xuống, dích hai gót chân về gần mông, nhấc mông lên, kéo tay trái qua đỉnh đầu, nhìn xuống tay phải. Kéo tay trái qua đỉnh đầu, nhìn xuống tay phải. Cấp độ 1 ở đây. Cấp độ 2, từ từ nâng bàn tay phải đan cùng tay trái. Đúng rồi, hướng cù trỏ tay trái lên, hướng cù trỏ tay phải xuống. Nếu thoải mái thì làm, không thoải mái hạ khỉu tay cho cô giữ tiếp. 6, tiếp tục làm được, kiễng cao gót chân lên nữa. 7, đúng rồi, siết bụng lại, kiễng cao gót chân lên rất tốt. 8, hít thở đều. 9 và 10, mông ngồi xuống thảm, từ từ nhẹ nhàng thở ra. Rồi tiếp tục vươn hai cánh tay lên cao tiếp, hít sâu vào. Lưng thẳng, ngực mở ở đây, vươn từng đốt sống lưng lên. Thở này, ngả lưng này. Gập này, gập cánh tay trái, từ từ hạ xuống thảm, chính giữa thảm cho cô. Xoay cánh tay song song với mông của mình, dịch gót chân về gần mông. Sau đó nhấc mông lên, tay phải qua đỉnh đầu, nhìn xuống tay trái. Đúng rồi, cấp độ 1 chúng ta không thoải mái giữ ở đây. Cấp độ 2, tự nâng tay trái lên. Tự nâng tay trái lên, đan cùng tay phải, hướng cù trỏ tay phải lên, hướng cù trỏ tay trái xuống và chúng ta giữ tiếp ở đây. 6, tiếp tục đẩy mông lên, kiễng gót chân lên được không? 7, đẩy mông lên, kiễng gót chân được không? 8, hít thở đều. 9 và 10, mông ngồi xuống, từ từ mông ngồi xuống thảm, thở ra thoải mái. Rồi vươn hai cánh tay lên cao, hít sâu vào, thẳng tay kéo căng. Thở, nâng bán chân phải lên thẳng chân, chân phải lên thẳng chân. Đúng rồi, giữ ở đây cho cô. 5, tiếp tục duy trì chân phải thẳng chân. 4, 3, 2 và 1, tay trái tiếp tục cầm chân phải. Tay phải sang giang ngang của mình, hít vào, giang ngang, vai, ngang vai, ngang vai, ngang vai. Nhìn đây, úp bàn tay phải ngang mông cho cô. Xa ra dựa xuống mặt sàn này, từ từ này, đổ vai về phía bàn tay phải, nhấc mông lên. Kéo chân phải về phía cánh tay phải, nhìn xuống chân cho cô. Rồi, đúng rồi, kéo chân sát vào, nhìn xuống chân và kéo chân sát về trán cho cô được không? Đúng rồi. 1, chúng ta giữ tiếp ở đây nha. 2, tiếp tục duy trì giữ. 3, 4 và 5, mông ngồi xuống luôn và dạng chân phải ra ngoài. Đúng rồi, gập gối chân trái ở đây nhé. Rồi tiếp tục vươn thẳng cánh tay lên cao, hít sâu và duỗi mũi chân phải này. Từ từ tay trái thả sau mông của mình, úp bàn tay xuống sàn, nhấc mông lên, kiễng gót chân trái, kéo tay phải qua đầu, đẩy mông lên và chúng ta nhìn lên tối đa và giữ tiếp ở đây. 6, hãy đẩy mông lên cao, kéo tay phải qua đầu, nhìn lên. 7, kiễng gót chân trái lên, đẩy mông lên cao nhiều, kiễng gót chân trái lên, đẩy mông lên cao. 8, duy trì giữ. 9 và 10, mông ngồi xuống thảm, đồng thời kéo gót chân trái sát vào vùng bẹn của mình ở đây, được chưa ạ? Rồi giang tay của mình sang ngang, hít sâu dựng mũi chân phải lên. Đưa tay phải về phía trước đầu gối chân phải, ngả vai phải về phía đùi chân phải, kéo tay trái qua đầu, ngả thấp nữa để tay trái cầm được chân phải. Khi tay trái cầm được chân phải, mọi người đẩy cái vai phải về trước, lật vai trái hướng lên trần nhà, để chúng ta vặn tiếp cuộc sống của mình, mở tiếp cho vai trái của mình nhiều hơn. Hít thở sâu và đều ở đây. 6, hãy đẩy ngực về phía trước. 7, mở cái nách trái hướng lên, nhìn lên, cảm nhận cơ lườn bên trái và cảm nhận cuộc sống của mình. 8, tiếp tục mọi người duy trì giữ. 9 và 10, rồi thoát tư thế trở về ban đầu. Vươn hai tay lên cao, tiếp tục hít sâu và hướng lòng bàn tay về trước. Úp hai bàn tay chồng xuống thảm, nhấc mông lên này. Úp bàn chân phải hướng về đầu thảm, ngón chân hướng về đầu thảm. Xoay mũi chân trái lại phía sau, được chưa mọi người? Rồi bây giờ mọi người chống tay phải chính giữa thảm cho cô. Giơ tay trái cao lên trần nhà, hít vào, nâng tay trái lên. Mở vai trái, tay trái, nhìn lên tay trái của mình, vặn xoắn cuộc sống, giữ tiếp. 1, duy trì giữ, lật vai trái lên. 2, tiếp tục lật lên tiếp. 3, 4 và 5, luồn tay trái xuống dưới nách trái, nách phải, hạ vai trái dưới cổ tay phải, dịch trên cổ tay phải cho cô. Dịch vai trái lên về phía trên cổ tay phải. Giơ tay phải lên cao, giơ tay phải lên cao. Vòng tay phải sau lưng, ôm đùi trái phía sau, ôm được đùi trái, đúng rồi. Tiếp tục kiễng gót chân phải lên, dịch chuyển chân phải về cuối thảm từ từ, cuối thảm từ từ.
Sau đó duỗi mũi chân phải, nâng chân lên cao nếu có thể nhé. Mà cảm thấy không an toàn thì chân phải của mình xuống, hướng gáy xuống sàn, hướng cằm lên, đẩy cái mông về phía trước bụng. Chân của mình ra phía sau mông chứ không phải chân về phía trước bụng nhé. Chân về phía trước bụng chúng ta có nguy cơ chúng ta sẽ đổ. Một, duỗi mũi chân lên cao nhiều. Hai, hãy duỗi mũi chân lên cao. Ba, rất tốt. 4 và 5. Rồi, chống tay trái xuống, hạ đầu gối chân phải của mình xuống, chống tay phải xuống. Giơ tay trái lên cao trở ngược lại cho cô, chống tay phải xuống. Giơ tay trái lên cao trở ngược lại, hít sâu vào. Rồi, úp tay trái chống xuống sàn, thở ra, hai tay mở rộng bằng vai của mình. Bắt đầu chuyển động lưng vọng xuống, hít vào. Mở ngực, mở vai cầm lên. Chống bàn chân để nâng mông lên cao, chó úp mặt cúi đầu, lùi xuống hai chân, nhấn gót chân xuống. Đẩy vai thấp xuống, nhìn xuống hai chân và chúng ta giữ tiếp ở đây. Một, hít sâu. Hai, đẩy vai nhấn gót chân xuống, thở ra. Ba, hít sâu. Bốn, nhấn gót chân đẩy vai xuống. Năm, hít sâu. Và sáu, đẩy vai thả lỏng cổ, nhấn gót chân xuống, thở hết. Nhìn về hai bàn tay của mình, bật nhảy hai chân về chính giữa hai tay, hít vào. Tất cả đưa mông ngồi xuống thảm, tách mở rộng hai chân bằng mông của mình ở đây. Lưng thẳng, gót chân ra xa mông. Vươn cánh tay cao lên trời, hít sâu và thẳng tay. Thở, nâng chân trái lên cao, thẳng chân, siết bụng lại giữ. Một, đẩy chân lên cao tiếp. Hai, ba, bốn và năm. Tay phải cầm chân trái của mình, giơ tay trái lên cao, hít sâu vào. Tay trái lên, giang tay trái sang ngang, úp ngang hông của mình. Tay lát xa một chút, được chưa? Đổ vai về phía tay trái này, trụ lực chân phải, nhấc mông lên. Đổ vai về phía chính giữa lòng bàn tay trái, kéo chân trái sát về vai trái. Đúng rồi, nhìn xuống chân trái, gập cánh tay phải để chân trái sát về bụng, sát về ngực, sát về trán cho cô. Kéo chân trái sang vai trái. Đúng rồi. Một, đẩy mông sang phía bên phía chân phải. Hai, đẩy mông về hướng chân phải. Đúng rồi, gập người về hướng chân trái. Ba, kéo chân về vai trái cơ mà chị Huyền. Bốn, đâu là vai trái chị? Năm và sáu, mông ngồi xuống thẳng, chân trái xuống, thẳng chân của mình ở đây. Duỗi mũi chân cho cô, được chưa ạ? Duỗi mũi chân. Rồi, vươn cánh tay của mình lên cao, hít sâu và thẳng tay dựng mũi chân trái lên, mở rộng chân ra ngoài nữa. Rồi tay trái của mình về phía trước, đùi trái, nghiêng mình về phía chân trái, vươn thẳng cánh tay phải, đẩy vai trái lên về trước, lật vai phải, mở nách phải hướng lên trần nhà và chúng ta giữ tiếp ở đây. 6, hãy dướn cái lồng ngực lên nào. Đúng rồi, 7, tiếp tục nghiêng và mở cái nách phải lên nữa. 8, nếu có thể hướng lưng của chúng ta xuống chân pha trái của mình nhiều hơn. 9, đẩy cái vai trái tiếp, cái cánh tay phải của mình mạnh một chút nhé. Để chúng ta từ từ chúng ta xoay được cái vai và xoay cái nách lên. 9 và 10, rồi trở về ban đầu. Vươn hai tay của mình lên cao, hít sâu vào, thẳng tay. Rồi thở từ từ buông tay của mình xuống, chân trái của mình xuống, chân phải của mình xuống cho cô đây. Được chưa? Đây. Được chưa? Chân của mình xuống đây. Rồi vươn hai cánh tay cao lên trời, hãy hít sâu và thẳng tay. Gập mình về trước, úp hai bàn tay chống xuống sàn, nhấc mông lên cho cô, xoay cái chân phải ra ngoài, xoay mũi chân trái ra ngoài, chống tay trái, giơ tay phải lên cao, mở nách phải, lật lần phải hướng lên trần nhà, hít vào, giữ tư thế một lần ở đây cho cô. 6, hãy đẩy cái lần phải hướng lên, xoay mũi chân phải về trước, xoay mũi chân trái của chân trái. 7, lật cái nách phải hướng lên, lật nách phải hướng lên. 8, lật lần phải hướng lên. 9 và 10, luồn tay phải của mình xuống dưới cánh tay trái, đúng rồi, đẩy vai về trước cho em nữa đi ạ. Mọi người đang bị vai phải gần vào đầu gối chân phải. Nâng tay trái lên cao, hít vào, mở nách trái. Vòng tay trái sau lưng, ôm đùi phải đã, ôm được đùi phải đã. Đúng rồi, bắt đầu từ từ di chuyển chân phải, chân trái về cuối thảm đi đã. Đừng nâng chân lên vội, đừng vội nâng chân lên rồi bị ngã. Lùi chân xuống cuối nữa, chân về chính giữa thảm, chân ra sau chân trái, sau đó phải đưa chân lên thì sẽ không bị ngã nhé mọi người. Đấy, đừng tham đưa chân lên vội, thẳng chân. Đúng rồi, thẳng chân làm sao chân không phải ở bụng mà chân ở phía mông của mình. Một, và không nhìn lên, nhìn lên và nhìn không nhìn thấy chân của mình đâu. Hai, bởi vì chân đang sau mông và bụng về phía trước, mông về trước. Ba, duy trì giữ tiếp. Bốn, cố gắng giữ. Năm và sáu, hạ đầu gối chân trái xuống, chống tay trái xuống. Nâng tay phải lên cao. Mở tay phải nhìn lên, hít vào. Úp tay phải chống xuống sàn, nhẹ nhàng thở ra, xòe tay của mình ra đây. Chuyển động lưng vọng xuống, hít vào, dướn ngực, mở vai, nâng cằm lên. Chống bàn chân để nâng mông lên cao, chụm hai chân lại với nhau. Chó úp mặt cúi đầu, nhìn xuống hai chân, đẩy vai thấp xuống. Từ đây chúng ta tiếp tục nâng chân phải lên cao, hít sâu vào. Chúng ta đang bị đá một cách
mạnh lên tự nhiên bắt đầu chúng ta bị lật, lật cái hông trái, lật cái hông phải. Tất cả úp cái hông phải xuống cho cô đi. Xoay cái mông úp xuống, xoay cái mông úp cái đùi trái của mình, đùi phải của mình xuống, nhấn gót chân trái xuống sàn. Bước chân phải về trước đặt bên cạnh ngón cái của bàn tay phải, hiểu chưa? Rồi gập gối chân phải thẳng chân trái, chiến binh một, vươn hai tay cao lên trời. Nâng thẳng, chiến binh vạn xoắn này, tay trái về trước, tay phải ra sau từ từ. Đúng rồi, tay phải ra sau. Cấp độ 1 ở đây, cấp độ 2, úp tay phải trên mặt đùi trái được không? Kéo tay trái qua đỉnh đầu, trườn tay phải xuống dưới mặt đùi trái, nghiêng ra sau nếu không làm được. Nếu làm được, nếu không làm được thì hai tay của mình dang rộng ra. 6, mọi người nghiêng tiếp. 7, mọi người nghiêng tiếp. 8, cố gắng giữ. 9 và 10. Rồi thoát tư thế trở về ban đầu. Hít sâu và thẳng tay. Tiếp tục này, đổ mình về trước 45 độ. Chống các ngón tay của hai bàn tay xuống sàn thôi cô nhé. Bắt đầu này. Di chuyển tay trái này, xéo về phía trước so với chân phải. Được chưa? Bắt đầu từ từ này. Tay phải ngang bàn chân phải, nhấc chân trái lên, gập chân trái về mông. Vòng tay phải di chuyển lên trên mông, tìm được cổ chân hoặc bàn chân trái. Đẩy chân xa mông tiếp cho cô, đẩy chân xa mông tiếp tục này. Lật cái vai trái của mình lên. Lật cái vai phải của mình, cô xuống đặt vai phải lên, nhìn về vai phải. Đẩy chân trái sang phía bên, đẩy chân trái sang phía bên trái ra bên ngoài. Lật được cái vai phải lên, lật được cái vai phải lên. Một, cầm cả chân, cầm cổ chân khó, cầm bàn chân cho cô. Hai, xoay cái vai lên, xoay cái nách lên. Ba, đúng rồi, cố gắng giữ. Bốn và năm, chụm hai chân lại với nhau. Sáu, thở dài được chưa? Rồi vươn hai cánh tay cao lên trời, hít vào. Đan tay lại, lộn ngược lòng bàn tay hướng lên trên, hít sâu. Nghiêng mình sang phải, căng giãn cơ lên sườn bên trái, giữ tư thế một lần ở đây. 6, duy trì giữ tiếp. 7, nghiêng mình sang phải tiếp, căng giãn lườn trái. 8, 9 và 10, trở về ban đầu, hít sâu và thẳng tay. Thở này, thả tay ở phía sau đầu của mình, đẩy mông hông về trước một chút, kéo ngược lên, hít vào. Thở, thả lỏng đầu trên bàn tay đan. Cảm nhận từng đốt sống lưng nhé. Cảm nhận từng đốt sống lưng của chúng ta được mở. Tách cái vai và tách cái nách ra. Đúng rồi, giữ ở đây, hít thở đều. Một, đẩy nhẹ hông về trước, xong kéo từ vùng đáy lưng của mình kéo lên. Hai, duy trì giữ. Ba, bốn và năm, thoát tư thế hai tay cao lên trời, hướng lòng bàn tay về nhau, hít vào. Nâng đùi phải lên, gập gối chân phải. Đúng rồi, từ từ này, gập gối trái. Rồi từ từ nhìn cô này, đá xéo chân trái phải của mình, vòng ra phía sau chân trái, sau. Rồi thẳng chân ở đây, được chưa? Giang tay sang ngang, thẳng chân phải, gập chân trái, hít vào. Ai làm được này, tay phải cầm bàn chân phải, cầm ngón cái của chân. Không làm được, tay phải đặt bên ngoài đầu gối chân trái. Và giơ tay trái lên cao, thẳng tay. Đúng rồi. Còn ai làm được nữa, vòng tay phải ra ngoài đầu gối chân trái, luồn tay xuống dưới đầu gối chân trái. Vòng tay trái ra sau để hai tay ôm được đùi phải, cũng ôm được đùi trái của mình. Đúng rồi, đúng rồi. Lần tay ôm đùi từ từ. Một, duy trì giữa, gập cánh tay chị. Gập cánh tay xuống, lần từ từ gập. Hai, duy trì giữ tiếp. Đúng rồi. Ba, bốn và năm, giữ nguyên cho cô nha. Chống hai tay xuống sàn cho cô, chống hai tay xuống sàn này. Từ từ này, đưa chân phải lên cao, thẳng chân hít vào. Bước chân phải về cuối thảm, thở ra. Bước chân trái về cuối thảm, tấm ván. Đúng rồi, từ tấm ván hạ đầu gối xuống thảm. Ngực xuống, cằm xuống, 8 điểm chạm sàn. Tất cả nằm sấp, chống tay trườn người lên, xoay vai, chó ngửa mặt, mở vai, dướn ngực cằm lên. Chống bàn chân tiếp tục đẩy mông lên cao, chó mặt cúi đầu. Ấn bàn tay xuống, ấn lòng bàn chân xuống, giữ tiếp ở đây. Tập trung vào phép thở mạnh. Hít sâu vào, thở nhanh và mạnh. Hít sâu, thở, hít, 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 thở, cố gắng lên, hít, thở và hít, thở. Rồi mọi người nâng chân trái lên cao rất chậm, hít sâu và di chuyển chậm, không đá nhanh nhá. Bước chân trái về trước đặt bên cạnh ngón cái của tay. Hai tay cao lên trời, gập gối trái vuông góc, thẳng chân phải, chiến binh một, thân mình vuông góc, thân mình vuông góc. Thở, tay phải về trước, tay trái ra sau, nhìn sau về tay trái của mình, giữ ở đây là thân mình vuông góc. Tiếp tục làm được, thả tay trái về phía mặt đùi phải, trườn tay trái xuống dưới mặt đùi phải, vươn tay trái từ từ qua đầu,
hướng cằm về phía vai trái của mình, nghiêng mình ra phía sau. Đúng rồi, làm được trườn tay trái xuống dưới mặt đùi trước của chân phải. Đúng rồi, từ mặt đùi trên đến mặt đùi sau ấy, dưới ấy, đúng rồi. Một, thẳng cánh tay phải. Hai, cố gắng giữ. Ba, bốn và năm. Rồi thoát tư thế, vươn tay cao lên trời, hít vào. Vươn mình về trước 45 độ này. Sau đó từ từ chống hai tay xuống sàn. Điều khiển tay phải chống ngón tay trước bàn chân trái, xéo sang nhưng mà song song. Bắt đầu nhấc chân phải lên, gập gối chân phải luôn. Đưa tay trái lên trên mông của mình, cầm được chân phải. Đẩy chân xa mông. Lật vai trái hướng lên. Lật vai trái hướng lên, hướng cằm lên, đẩy chân xa mông, nâng đùi phải lên cao. Nâng đùi phải lên cao, nâng đùi phải lên cao. Đúng rồi, nâng đùi phải lên. Một, siết được chân phải lên cao, nâng vai lên. Hai, vai trái lên, vai trái lên. Ba, vai trái lên nữa. Bốn và năm. Rồi chụm hai chân lại với nhau. Sáu, thở ra. Vươn hai tay cao lên trời. Đan tay lại, lộn ngược lòng bàn tay hướng lên trên. Thẳng tay qua đỉnh đầu, hít vào. Nghiêng mình sang phía bên trái. Đúng rồi, căng giãn lườn phải tối đa. Và chúng ta giữ ở đây. Một, hít sâu. Hai, thở nghiêng trái. Cảm nhận cơ liên sườn bên phải được kéo sâu. Ba, tiếp tục duy trì giữ. Nhớ là chúng ta cuộn cái đỉnh mông xuống này, kéo cái phần cơ mu của mình chúng ta lên. Bốn, duy trì giữ. Năm và sáu, trở về ban đầu. Hít sâu và thẳng tay này. Thở, chúng ta buông tay ra phía sau mông cho cô. Đan tay ở đây, được chưa? Hít, xoay vai, mở ngực. Mở ngực nhìn về phía trước. Cúi gập mình xuống, gập gối này. Hạ, đẩy mông ra phía sau. Ai không thoải mái gập gối, ai thoải mái thẳng chân cho cô. Từ từ xuống, từ từ xuống. Đúng rồi, ốp sát lòng bàn tay về nhau. Ốp sát lòng bàn tay về nhau, xuống. Xuống, con gái gập gối cho cô. Con gái, con gập gối xuống. Một, làm được đổ trọng lượng về bàn chân trên. Đúng rồi. Sau đó từ từ tiếp tục mở vai. Hai, duy trì giữ tiếp. Đẩy tay ra phía xa lưng, tay về hướng đầu. Ba, cố gắng giữ. Bốn, rồi năm. Nâng thân mình lên, vươn hai tay cao lên trời. Hít sâu và thẳng tay. Thở, rồi nâng đầu gối chân trái lên. Gập gối chân ở đây. Tay lên cao, duỗi mũi chân. Tiếp tục hít sâu và đùi trái lên. Vòng chân trái ra phía sau đầu gối chân phải. Bắt đầu gập chân phải này. Bước chân trái rộng ra phía bên ngoài. Giang tay của mình sang ngang, hít vào, gập chân trái thẳng, gập chân phải thẳng chân trái. Tay trái cầm được chân phải của mình không? Đúng rồi, cầm được chân của mình, đúng rồi. Giữ nguyên ở đây, tay trái cầm chân trái, cô xin lỗi, tay trái cầm chân trái. Nâng tay phải lên cao. Ai không làm được, hai tay chắp trước ngực, đặt bên ngoài đầu gối chân trái của mình. Ai làm được, luồn tay trái của mình dưới đầu gối chân phải. Đây, đúng rồi. Vòng tay phải sau lưng, đẩy được cái vai phải lên cho cô. Lật được cái vai phải nhìn lên, đúng rồi, lật vai phải nhìn lên cho cô. Tay này ra sau lưng em. 6, gối chân này cơ, đúng rồi, chân này rộng ra ngoài. 7, đúng rồi, chân này rộng ra ngoài, gập tay, hạ vai xuống nữa. Hạ vai xuống tiếp. 8, duy trì giữ. 9, rồi chống hai tay xuống sàn cho cô. 10, bước chân trái về cuối thảm. Bước chân phải về cuối thảm, tấm ván, hít vào. Từ tấm ván hạ đầu gối xuống thảm. Ngực xuống, cằm xuống, 8 điểm thở ra. Tất cả nằm sấp trườn người lên, chó ngửa mặt, mở vai, dướn ngực, cằm lên. Gập gối, mông ngồi về gót chân của chúng ta. Đúng rồi, từ từ ngồi về gót chân cho cô, tách mở rộng hai đầu gối của mình ra song song ở đây nhá. Được chưa mọi người? Rồi bắt đầu giang tay sang ngang, hít vào. Siết bụng, ngả mình ra sau này. Tay phải vòng sau mông của mình, đặt vào cạnh mép thảm bên trái. Điều khiển tay phải trước. Sau đó từ từ tay phải úp được xuống thảm, rồi từ từ tay trái vòng về phía tay phải hoặc đặt trên vai phải đều được. Hoặc đặt xuống thảm đều được, nếu chúng ta ngả sâu thôi thì đặt xuống thảm. Còn không ngả sâu được thì tay trái đặt ôm với bờ vai phải của mình. Gập cánh tay phải. Đúng rồi, gập khuỷu tay của mình. Giữ, ai làm được, hai tay xuống. Và chúng ta giữ ở đây. Một, hai tay xuống và giữ tiếp. Hai, duy trì giữ. Ba, bốn và năm. Rồi thoát tư thế trở về ban đầu. Giang tay sang ngang, hít vào. Rồi ngả lưng ra sau này, vặn sang trái. Nhớ là ngả lưng vặn. Tay phải trái xuống trước, dịch chuyển tay trái, điều khiển tay trái trước. Điều khiển tay trái được, hơi gập khuỷu tay trái. Ngả mình ra phía sau, đúng rồi, làm được. Nếu cảm thấy thoải mái thì tay phải mới xuống. Và chúng ta giữ tiếp ở đây. Một, tiếp tục di chuyển giữ. Rồi, dịch chuyển theo thời gian tay ở đây chị. Đúng rồi, gập cánh tay. Hai, cố gắng duy trì giữ. Ba, bốn và năm. Rồi kết thúc, vươn hai tay cao lên trời. Hướng lòng bàn tay về trước, hít vào. Úp hai bàn tay chống xuống thảm, nâng mông lên cao, chó mặt cúi đầu. Thẳng hai chân của mình, nhấn gót chân của mình xuống ở đây. Đẩy vai xuống và chúng ta giữ ở đây. Nằm, duy trì giữ.
4, 3, 2 và 1. Mọi người nhìn về hai bàn tay. Gập gối bật nhảy hai chân về chính giữa hai tay, hít vào. Mông ngồi xuống thảm, duỗi thẳng hai chân về phía đầu thảm. Lắc gối dỗ đùi thả lỏng, dùng lắc. Lắc chân sang phải, lắc chân sang trái. Thả lỏng khớp gối, khớp cổ chân của mình. Rồi bây giờ mọi người tách mở rộng chân bằng chiều rộng của thảm cho cô nha. Rồi lưng thẳng, giang tay sang ngang, thẳng tay hít vào. Thở này, tay phải đâu, ngửa tay. Nhìn cô này, di chuyển theo cô. Hướng lòng bàn tay phải của mình ra phía trong, vào trong. Vào trong rồi bắt lấy má ngoài chân trái. Tương tự tay trái, rồi xuôi bắt lấy bàn chân phải. Tất cả gập tay phải về hướng cẳng chân trái. Đúng rồi, nâng khỉu tay trái lên, luồn đầu dưới cánh tay trái nhìn lên cho cô. Lúc này lực ở hai cánh tay, lực ở tay phải gập sát vào chân trái, lực ở cánh tay trái xoay ra phía ngoài, luồn đầu dưới cánh tay chị. Đúng rồi, đẩy vai phải sang bên phía chân trái nhiều. Mở vai trái hướng cằm lên và nhìn lên. Con gập gối cho cô con ạ. Con gập gối. Gập gối. 6 gập gối. Gập gối lên. 7 gập cánh tay phải về chân trái. Đúng rồi. Đây đây. Tầm cầm tiếp, cầm tiếp. Gập cánh tay về đây. 8 gập cánh tay, cố gắng cánh tay phải chạm vào cẳng chân trái cho cô được không? 9 và 10. Rồi đổi bên, giang tay sang ngang. Trở về ban đầu, ngửa tay. Hít sâu và ngửa tay. Di chuyển tay trái, đứa ngửa lòng bàn tay. Bắt lấy má ngoài của chân phải. Rồi tay phải bắt lấy chân trái. Tay sai được các chị. Toàn xoay úp ngược rồi. Di chuyển tay trái về hướng cẳng chân phải. Lật cánh tay phải, mở nách phải hướng lên trần nhà. Con giữ nguyên ở đây cho cô thôi nhé. 6, cố gắng tay trái di chuyển về phía cẳng chân phải. Sát cánh tay trái về cẳng chân phải cho cô được không? 7, sát cánh tay trái về cẳng tay phải. Ngửa tay chị, ngửa tay kìa, ngửa tay trái. 8, tiếp tục di chuyển, gập cánh tay ở đây, gập cánh tay ở đây. 9, kết thúc 10. Rồi giang tay sang ngang, trở về ban đầu. Hít sâu và thẳng tay. Thở, chống tay trái sau mông, chống tay phải của mình. Chống tay phải sau mông của mình úp đây này. Gập chân phải, bắt đầu nhấc mông lên này. Xoay tay trái từ trái sang phải qua đầu, kiễng gót chân phải lên, nhìn xuống tay phải. Kiễng gót chân phải lên, nhìn xuống tay phải, nhìn xuống tay phải. Bắt đầu từ từ này, vòng tay trái qua đầu. Qua đầu, qua đầu, qua ngực, qua ngực, qua ngực, cô xin lỗi, qua ngực. Cầm lấy cánh tay phải, trượt xuống cổ tay phải. Đúng rồi, trượt xuống cổ tay phải, nhìn xuống cho cô và giữ tiếp. 1, đẩy mông lên cao. 2, đẩy mông lên cao. 3, đẩy mông lên tiếp. 4 và 5, mông ngồi xuống thảm. 6, từ từ, thở ra được chưa mọi người? Rồi, vươn hai cánh tay cao lên trời, chân phải vẫn giữ nguyên nhé. Thở này, gập cánh tay trái, hạ khuỷu tay xuống mặt sàn ở đây. Hạ kiểu tay vuông góc xuống này. Tay phải cầm chân trái. Bắt đầu nhấc này. Ấn cánh tay trái xuống, kéo chân phải về phía vai trên vai cho cô. Luồn đầu dưới cánh tay trái, tay phải nhìn lên trần nhà, kéo chân trái lên. Luồn đầu dưới cánh tay phải nhìn lên trần nhà, đúng rồi. Kéo nhấc chân lên. Tay trái đừng cầm bàn chân phải nha, không nhấc được chân lên đâu. 1, hạ tay xuống chị, nhấc chân lên. 2, đúng rồi, kéo lên. 3, duy trì giữ tiếp. 4 và 5, xuống, thở ra. Trượt thẳng chân phải về phía trước cho cô. Giang tay của mình sang ngang, hít vào. Thở này, tay trái vòng sau mông của mình. Úp bàn tay xuống. Gập gối chân trái này, duỗi mũi chân phải này. Nhấc mông lên, vòng tay phải qua đầu của mình. Nhìn xuống bàn tay trái, kiễng gót chân trái lên luôn. Đẩy mông lên đã. Đẩy mông lên cao, kiễng gót chân trái. Sau đó này, vòng tay phải qua ngực. Cầm được cánh tay trái. Lần lần xuống cổ tay trái. Đúng rồi, lần lần xuống từ từ. Nhưng vẫn đẩy được mông lên cao. Lần xuống nhưng đẩy được mông lên cao, mọi người giữ cho cô. 1, đúng rồi, siết bụng lại, lần xuống đẩy mông lên. 2, tổ cố gắng giữ. 3, 4 và 5, mông ngồi xuống thảm. 6, thở ra, thẳng chân phải. Vươn hai cánh tay cao lên trời, thẳng chân phải, chỉ gập chân trái thôi. Thở này, hạ khỉu tay phải của mình xuống. Hạ hẳn khỉu tay xuống nhá, xuống sàn này. Tay trái cầm được bàn chân phải, vòng tay trái qua đầu cầm chân phải. Kéo chân phải nhấc lên về phía trên vai cho cô. Kéo chân phải nhấc lên về phía chân vai, đúng rồi. Gập kiểu tay này xuống chị, đây, gập kiểu tay này xuống. 1, đúng rồi, kéo chắc nhá. 2, cố gắng vững. 3, cố gắng vững. 4 và 5, xuống, thở ra. Gập hai gối chân lại cho cô, trở ngược lại hai chân của mình song song, cố gắng lên nhá. Rồi, giang tay sang ngang, hít vào thẳng tay. Tiếp tục úp tay phải sau mông. Gần mông một chút, hướng ngón tay ngoài mông này. Dịch chuyển mông về phía gót chân, đẩy mông lên ạ. Xoay tay trái, cuộn lên từ từ. Vòng tay trái qua đầu, xoay từ từ xem vai của mình hôm nay thế nào.
Xoay từ từ, đúng rồi. Xoay tiếp, đẩy ngực lên cao và chúng ta xoay tiếp. Nhìn ra sau chị. Một, chị Quý xoay được cái chị Quý. Hai, ở đây xoay. Ba, xoay xuống tay xuống. Bốn, xoay tay kia, úp cả bàn tay xuống. Năm và sáu, lên. Ai lên thì cứ lên. Còn ai xuống xoay thì ngược lại xuống cho cô mông ngồi xuống cho cô. Được rồi ạ. Rồi giang tay sang ngang lần cuối cùng. Kết thúc. Chống tay trái sau mông bắt đầu này. Nhấc mông lên, di chuyển mông về hướng gót chân trong, đẩy mông lên cao. Vòng tay phải qua ngực qua đầu nhá. Nhớ là vòng tay phải qua ngực qua đầu, lên lên đúng chưa chị? Lên xoay lên, nhìn lên chị. Một, đúng rồi, duy trì giữ. Chống tay lên, lên. Hai, tay xuống được rồi. Ba, tay xuống chị Thúy. Bốn, rồi năm xuống. Sáu, thở ra cho cô, được chưa? Rồi từ từ gập gối về bụng cho cô. Gập gối về bụng, vươn hai tay cao lên trời. Hai tay cao lên trời này. Thở này, lưng nằm xuống thảm, tay đỡ về lưng, đẩy mông lên, đẩy chân lên về cây nến. Được chưa? Đẩy mông lên, đẩy chân lên về cây nến. Đúng rồi, ai đau cổ mà cảm thấy khó chịu nha. Đau cổ, thoát vị cổ không làm. Nha, thoát vị cổ không làm và hai tay lưng nằm xuống và hai tay cầm lấy chân của mình thôi. Đúng rồi. Thẳng chân đi chị Thanh. Rồi siết chân lên cao cho cô mọi người. Đúng rồi. Lách cái mông của mình lên. Một, đẩy mông về phía bụng. Đẩy chân ra phía sau mông. Cao lên đó chị. Đẩy mông về phía bụng, đẩy ngực sát về cằm. Đẩy ngực sát về cằm, siết chân của mình. Hai tay đỡ về mặt lưng, đừng tay đỡ về lườn. Tay đỡ vào mặt lưng chị, mặt lưng, đúng rồi. Lách cái lưng của mình, lách cái vai của mình. Duỗi mũi chân. Ba, cố gắng duy trì giữ. Bốn, di chuyển chân ra qua đỉnh đầu cho cô được không? Đúng rồi. Chậm thôi, chậm thôi. Ai làm được thả tay xuống sau lưng, đan tay lại với nhau. Thả tay xuống sau lưng và đan tay lại với nhau. Từ từ thả, từ từ, mềm ra. Thả chân ra sau đầu. Rồi chân xuống. Chân xuống. Rồi từ từ giữ, gập gối. Gập gối. Giữ. Hít thở sâu và đều. Thả lỏng mềm ra, từ từ thả, từ từ. Một, duy trì giữ. Hai, ba và bốn, gập gối, nâng nằm xuống thảm, thả tay ra. Nhắm mắt, ngửa lòng bàn tay hướng lên trên. Nhắm mắt, ngửa tay hướng lên trên. Nhắm mắt, ngửa tay. Từ từ hít sâu. Chậm chậm nhẹ nhàng thở ra. Hít thật sâu vào. Chậm chậm từ từ thở ra. Tiếp tục hít sâu vào. Chậm chậm nhẹ nhàng thở ra. Một lần nữa hít sâu vào. Từ từ nhẹ nhàng thở ra. Một tiếng ngân ôm. Ba tiếng ngân san tì bắt đầu. Hít sâu vào. Ồ. San tì. San tì. San. Tất cả nằm thư giãn, bất động thân mình ở đây. Thả lỏng toàn bộ thân mình ở đây. Đưa cơ thể của chúng ta trở về trạng thái thảnh thơi, trạng thái thư giãn, bình an nhất, thư thái nhất, thoải mái nhất. Cảm nhận được cảm giác tận hưởng. Tận hưởng với một bầu không khí trong lành, với sự tĩnh lặng. Cảm nhận cơ thể của chúng ta đang được trải dài trên bãi cỏ ở đâu đó mà mình đã từng đến hoặc chưa bao giờ đến, và nó ở trong cảm nhận của mình. Hãy đặt cái thân mình ngọc ngà trên đó.
để cảm nhận cái thân mình ngọc ngà đó được chăm sóc, được nâng niu, được nâng đỡ. Và thân mình ấy là viên ngọc quý, cần được nâng đỡ, chăm sóc để viên ngọc ấy mỗi ngày một sáng, một sáng lên và tỏa sáng rực rỡ giữa những viên ngọc khác. Hãy bất động trong giây lát để cơ thể của chúng ta được tái sinh một nguồn năng lượng mới, sức sống mới. Rồi nhẹ nhàng chúng ta khép sát hai chân lại. Hãy vươn hai cánh tay qua đỉnh đầu, hít một hơi thật sâu vào để kéo giãn toàn bộ thân mình. Sau đó mọi người nằm xoay mình sang phải, chống tay trái, từ từ nâng cơ thể ngồi dậy. Hai chân tiếp tục khoanh tròn lại, lưng thẳng, hai tay thả trên đùi, đôi mắt của chúng ta vẫn nhắm. Ổn định lại cơ thể của mình, cảm nhận về cơ thể của mình. Và bây giờ hãy kết nối với ba hơi thở thật sâu để chúng ta tiếp tục tái tạo nguồn năng lượng mới, để chào đón một ngày mới thật bình an, thật nhiều năng lượng. Hãy đưa hai tay chắp trước ngực, đặt nơi trái tim của mình, cùng nhau hít ba hơi thở thật sâu. Từ từ hít sâu, chậm chậm nhẹ nhàng thở ra. Hít thật sâu vào, từ từ nhẹ nhàng thở ra. Một lần cuối, hít sâu vào. Từng nhịp thở đi vào là dòng chảy năng lượng của chúng ta đang tuôn chảy trong cơ thể của mình. Rồi nhẹ nhàng từ từ thở ra, buông xả, cảm nhận sự bình an, đón nhận năng lượng ngày mới, tích cực, tràn đầy năng lượng. Xoa hai tay thật ấm, thật nóng cho cô. Rồi áp tay lên mắt của chúng ta để massage và thư giãn cho mắt. Tiếp tục xoa ấm, xoa nóng hai lòng bàn tay thêm một lần nữa, xoa nhanh và mạnh lên. Áp tay lên mắt, massage các cơ trên khuôn mặt xinh đẹp của mình này. Luồn tay sau gáy để massage vùng cổ, vùng vai, vùng gáy của chúng ta. Lần cuối cùng xoa tay, lần cuối cùng xoa nhanh và mạnh lên. Áp tay về mắt lần cuối cùng, hãy cảm nhận hơi ấm, hơi nóng của lòng bàn tay. Rồi sau đó buông hai tay, mở mắt đón nhận ánh sáng, mỉm cười thật tươi, tay chắp trước ngực, Namaste, xin chào tất cả mọi người. Mọi người nghỉ nhé.